Chào các bạn, tôi là Tội Nguyễn của Phượt TV và tôi đang có mặt trên hành trình đi tìm sao la. Đây là những phút giây nghỉ ngơi của các anh em trước khi xuống suối. Vì địa hình rừng rất khó khăn, chúng tôi phải đi cắt rừng. Sợ quá à, thấy ghê sợ à. Đúng không? Kinh quá. Trong chuyến đi này thì tôi mới được trải nghiệm bắt cánh.